Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 423. Bài này nằm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ, phần đếm đồng phân của những hợp chất chứa vòng thơm. Các em có thể là tham gia khóa học này bằng cách truy cập vào trang web ở trên đỉnh đó. Quay lại bài mã số ID là 423. Bài này là cho các em sẵn là este rồi, vì thế các em không cần phải biện luận nhiều nữa. Công thức cho sẵn là C8H8O2 rồi, vậy ngon rồi, không có gì ghê gớm cả. Vấn đề đặt ra là điều kiện tiếp theo là gì? Là cộng với NaOH thu được hai muối. Nếu là hai muối thì đó phải là este của phenol. Đó. Như vậy từ suy luận như thế thì chúng ta có thể khẳng định luôn. Đầu tiên là tính pi cộng vòng là bằng 5. Suy ra là este của phenol là chính xác rồi. Có 4 đồng phân luôn. Lý do vì sao như vậy thầy có như sau. 8 thì bằng 6 cộng 2 thầy vẽ được 1 đồng phân. 8 bằng 6 cộng 1 cộng 1 thì thầy vẽ được 3 đồng phân. Vậy tổng đồng phân của thầy sẽ là 4. Đáp án là C. Rất là ngon lành luôn. Không có gì đẳng cấp cả. Cái khóa này của thầy nhằm rèn luyện cho chúng ta cái lý thuyết từ điểm 7 lên điểm 8 tương đối là nhiều. Vì thế là các em hãy cố gắng để làm sao thực hiện được tốt những cái phần lý thuyết được gọi là dễ bị sai lầm. Chúng ta sẽ khắc phục nó. Hy vọng là mang lại kết quả tốt cho chúng ta trong quá trình thi năm nay.